Ngọc Ánh xin được gửi lời chào thân thương đến quý vị khán giả đang cùng theo dõi chương trình Chuyện của Sao, một trong những chương trình sẽ luôn luôn cập nhật những tin tức nóng hổi trong giới giải trí và gửi đến cho quý vị khán giả. Vậy thì bây giờ trước khi mà đến với những thông tin đầu tiên xoay quanh Hollywood ngày hôm nay thì Ngọc Ánh sẽ đọc lại một lần nữa giờ chiếu của chương trình nhé. Ở trên băng tần 57.11 thứ năm vào lúc 3 giờ chiều và chủ nhật vào lúc 7 giờ tối. Băng tần thứ hai cho quý vị khán giả nào ở San Jose 16.11 thứ tư vào lúc 1 giờ chiều và chủ nhật vào lúc 9 giờ tối. Và bây giờ thì không chần chừ nữa, chúng ta sẽ bắt đầu ngay vào bản tin đầu tiên có trong ngày hôm nay. Trong tuần lễ này thì Hollywood có vẻ rất là nhộn nhịp với rất nhiều câu chuyện xoay quanh tình cũ, tình mới. Cụ thể nhất đó chính là nữ ca sĩ Britney Spears. Sau khi mà trải qua hàng ngàn scandal, thậm chí là những câu chuyện về đời tư cá nhân của cô và câu chuyện cô bị kèm kẹp bởi gia đình, thì cuối cùng Britney Spears cũng đã tìm thấy được hạnh phúc của mình bên bạn trai mới. Nhưng mà có vẻ như là mọi chuyện không suôn sẻ như vậy. Vừa qua vào ngày 9 tháng 6 thì Britney Spears và bạn trai kim diễn viên, kim huấn luyện viên thể hình kém nhau 12 tuổi, Sam Asghari đã tổ chức đám cưới, sẽ chính thức tổ chức đám cưới tại Los Angeles sau một năm đính hôn. Theo nguồn tin từ phía TMZ cho biết thì hôn lễ chỉ giới hạn trong khoảng 100 khách mời và tất cả đều là bạn bè thân thiết, bố mẹ ruột cùng em gái và hai cậu con trai riêng của Britney sẽ không đến dự. Xong, tất cả đều đã chuẩn bị sẵn sàng và cô dâu sẽ quyết định là diện váy cưới theo thiết kế riêng của mình của nhà mốt Versace. Ấy vậy mà từ sớm thì rất là nhiều lều bạc của hôn lễ được chuẩn bị chỉnh chu với phần trang trí thiên về màu hồng tím và hoa tươi đúng theo phong cách hiện đại và điệu đà của cô dâu. Nhưng mà có một sự cố ầm ĩ đã xảy ra trước đám cưới khiến cho công chúng cũng giống như là truyền thông đổ dồn sự chú ý vào. Theo đó, nguồn tin The People đưa tin thì người chồng đầu tiên, đó chính là ông Jason Alexander, đã đột nhập vào nhà riêng của Britney Spears để mà nhăm nhè phá cái đám cưới này. Jason thậm chí còn livestream quá trình đột nhập và hé lộ không gian tiệc cưới, còn đang trong thời kỳ là trang trí chuẩn bị dở dang, có biểu hiện mất bình tĩnh khi mà đội ngũ bảo an chặn lại. Chồng cũ liên tục khẳng định đã được Britney Spears mời đến dự hôn lễ, khăng khăng với nữ ca sĩ là người vợ đầu tiên cũng là người duy nhất. Cảnh sát từ sở cảnh sát của hạt trưởng hạt Ventura ngay lập tức đã can thiệp và bắt gọn Jason ở khu vực vườn. Và vào chiều ngày 9 tháng 6 theo giờ Mỹ thì luật sư của Britney Spears, ông Matthew Rosengard, đã chia sẻ cùng với tạp chí TMZ rằng Jason đã cố tình đến để mà phá đám cưới và khẳng định sẽ khiến anh này bị truy tố trước pháp luật với mức phạt cao nhất có thể. Theo phía luật sư chia sẻ, cô ấy đã rất vô cùng sợ hãi trước việc này. Nguồn tin khẳng định với tờ People, hóa ra chính fan là người đã báo cho Britney Spears và luật sư về việc này khi mà thấy livestream của Jason. Chính xác nhất là vào năm 2004 thì Britney Spears từng có cuộc hôn nhân kéo dài, vỏn vẹn 55 tiếng đồng hồ cùng với Jason Alexander, người bạn tuổi thơ của cô. Trong khi đó thì Britney Spears và hôn phu Sam Asghari đã gặp gỡ vào năm 2016, sau khi mà Sam đóng MV Slumber Party của Britney. Đến tháng 9 2021, cả hai ngôi sao đến ước nhưng mà lại chưa thể về chung một nhà bởi vì quá nhiều lùm xùm xoay quanh câu chuyện bảo hộ kèm kẹp giọng ca toxic trong suốt nhiều năm vừa qua. Thông tin này cũng đã khiến cho khá là nhiều người hoang mang khi mà Jason Alexander lại tự động bước vào trong đám cưới trong khi mà hôn lễ đang trong quá trình diễn ra và giờ hơn là đang trong quá trình trang trí thôi. Cho nên là vẫn còn có thể ngăn cản kịp thời. Hy vọng là nữ ca sĩ sẽ cố chấn an tinh thần của mình để mà chuẩn bị cho hôn lễ sắp tới nhé. Và chúc cho cô sẽ có một hôn lễ thật sự hạnh phúc. Và bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang một thông tin tiếp theo. Thông tin này cập nhật tiếp tục qua đến một cuộc hôn nhân tiếp theo kéo dài rất là lâu. Nhưng mà cuộc ly hôn cũng kéo dài không kém và lại là cuộc ly hôn tốn tiền nhiều nhất. Cụ thể, trang People đã dẫn tin người thân cận của Angelina Jolie bác bỏ những tuyên bố mà luật sư Brad Pitt đưa ra gần đây, cho rằng chúng là sai sự thật. Cụ thể nhất thì phía của đại diện Angelina Jolie cho biết sau những biến cố dẫn đến việc đệ đơn ly hôn và thời gian dành cho việc chăm sóc 6 người con, bao gồm 3 con ruột và 3 con nuôi, Angelina Jolie cùng bạn trẻ chưa thể lấy lại được tài sản. Cô đã đưa ra quyết định khó khăn khi phải bán cổ phần trong hoạt động kinh doanh của mình. Nguồn tin cho biết thì người này cũng nói thêm là Angelina Jolie đã đưa ra lời đề nghị với chồng cũ và biết rằng việc kinh doanh sẽ được trao quyền thừa kế cho các con của cả hai. Vì thế, cô đã tìm một đối tác kinh doanh có kinh nghiệm trong ngành rượu. Và thật không may, sau khi mà Angelina Jolie rời khỏi doanh nghiệp một cách hợp pháp thì ông Brad Pitt lại quyết định kiện tụng cô ấy. Phía thân cận của Brad Pitt thì lập tức phản pháo lại, cho rằng lập luận trên không có ý nghĩa bởi vì cách tốt nhất để có thể giữ tài sản được cho các con sau khi mà ông đưa lại quyền đó chính là phải giữ quyền sở hữu tài sản có giá trị lợi nhuận lâu dài.
Daily Mail cũng công bố tài liệu nộp tại tòa án Los Angeles, Mỹ cho biết rằng là Brad Pitt đã lên án hành động bí mật bán nửa cổ phần này nhà máy rượu của Angelina Jolie cho một nhà tài phiệt người Nga, Yuri Shaffler. Yuri Shaffler là một trong những chủ sở hữu công ty sản xuất rượu vodka hàng đầu của Nga, Stolynaya, và được biết công ty này hiện có tên mới là Stoli, đang nỗ lực phát triển thương hiệu này trên thị trường quốc tế. Lâu đài miền Nam nước Pháp Miraval, nơi mà trồng nho và sản xuất rượu, địa điểm của Brad Pitt và Angelina Jolie làm đám cưới vào năm 2014, là nơi yêu thích và là niềm đam mê của nam diễn viên. Tuy nhiên, hiện giờ thì cái lâu đài này cũng không còn là lâu đài tình ái nữa, bởi vì vừa qua, dưới sự nỗ lực của Brad Pitt thì nơi đây biến thành một trong những nhà sản xuất rượu được đánh giá cao trên thế giới. Nhưng mà theo hồ sơ kiện tụng vào tháng 10/2021 thì Angelina Jolie đã quyết định bán một nửa cổ phần của mình tại nhà máy sản xuất rượu dành cho một người có tên là Mondo, một đối thủ nắm quyền kiểm soát nhà máy sản xuất rượu. Hiện giờ phía Brad Pitt cáo buộc động cơ của Angelina Jolie nhằm gây tổn hại cho bản thân của mình. Ngay lập tức sau đó thì Angelina Jolie đã bị luật sư của Brad Pitt tố và hoàn thành vụ mua bán có chủ đích trong bí mật, cố ý giữ chồng cũ trong bóng tối và cố ý vi phạm các quyền hạn theo hợp đồng của ông. Angelina Jolie cho biết Yuri Shaffler đang cố gắng kiểm soát kinh doanh mà Brad Pitt nỗ lực thực hiện và phá hoại khoản đầu tư của ông tại Miraval. Thông qua vụ mua bán có chủ đích này thì Angelina Jolie tìm cách gây hại cho Brad Pitt. Được biết rằng là lâu đài miền Nam nước Pháp Miraval thuộc quyền sở hữu của Kimicom, một trong những công ty mà Brad Pitt đầu tư nắm giữ tới 60% cổ phần thông qua Mondo Bongo, cũng giống như của ông, và Angelina Jolie thì nắm giữ 40% còn lại. Thông qua công ty Novel của cô, thì vào năm 2016 khi mà ly hôn thì Brad Pitt đã chuyển 10% cổ phần của Mondo Bongo cho Novel và biến cơ sở sở hữu của cả hai ngang nhau, tức là 50-50. Cuộc chiến giành quyền nuôi con kéo dài khiến cho các thủ tục ly hôn vẫn chưa thật sự hoàn tất. Hiện tại quyền nuôi con vẫn chưa ngã ngũ, nhưng mà quan hệ của cả hai đang bước sang một ngã rẽ đầy tăm tối. Cuối tháng 9/2021 thì nam tài tử này đã quyết định đệ đơn ở Luxembourg kiện vợ cũ vi phạm cam kết từng ký với nhau khi mà đơn phương sang nhượng quyền cổ phần cho bên thứ ba liên quan đến nhà máy sản xuất rượu thuộc quyền sở hữu chung. Thông tin này vẫn đang khiến cho rất là nhiều hâm mộ của cặp đôi, thậm chí là fan hâm mộ riêng của cả hai cũng đang phải đứng ngồi không yên về những thông tin này. Trước đó chúng ta có một vụ kiện lên đến 50 triệu USD đến từ phía của Amber Heard và Johnny Depp. Thì bây giờ vụ kiện kéo dài suốt mấy năm trời của Angelina Jolie và Brad Pitt sẽ là một trong những cuộc hôn nhân kéo dài tiếp theo mà rất nhiều fan hâm mộ cần phải đón xem. Và thôi, chúng ta cập nhật đến như vậy, tình hình như thế nào chúng ta phải chờ xem xét đến từ phía của hai bên nhé. Và chúng ta sẽ chuyển sang một thông tin tiếp theo. Thông tin này cũng lại liên quan đến một nam rapper nổi tiếng nhưng mà đầy tai tiếng, nhưng mà vừa qua anh đang bị một cú sốc tinh thần bởi vì bị vợ cũ mình ly hôn, đó chính là Kim Kardashian và rapper Kanye West. Cụ thể nhất, mới đây thì Kanye West đã khiến cho người hâm mộ vô cùng bất ngờ khi mà không tham dự bữa tiệc mừng album ra mắt của bạn rapper Vori. Nguyên nhân đã được chính Vori chia sẻ là Kanye West mong muốn hiện giờ tạm dừng các hoạt động âm nhạc để đối mặt với những vấn đề riêng của bản thân. Và hiện tại, phía của nam rapper Vori chia sẻ như sau. Tôi vừa nói chuyện cùng với Kanye vào hôm nay. Chúng tôi đã phải nói chuyện thông qua bạn người bạn thân mật nhất của anh ấy. Người này cũng chính là quản lý, bởi Kanye không muốn gặp gỡ và nói chuyện với bất kỳ một ai. Kanye đã quyết định là tạm nghỉ trong một năm và tự hỏi liệu tôi có thể giận anh ấy nếu mà anh ấy không tham gia bữa tiệc hay không và bữa tiệc mừng ra mắt album của tôi. Nam rapper cũng nói tiếp, tất nhiên là tôi nói không sao rồi, anh ấy đã phải giải quyết rất nhiều vấn đề riêng tư, tôi đã được học hỏi rất nhiều từ phía của anh ấy. Hiện giờ phát ngôn đến từ phía của bạn thân Kanye West được đăng tải sau khi có thông tin chồng cũ của Kim Kardashian đã chia tay người tình tháng 5, Channing Jones. Trong theo phía nguồn tin từ phía TMZ thì Kanye West và bạn gái đã quyết định chia tay sau chuyến đi tới Nhật Bản. Cho đến thời điểm hiện tại thì Kanye không có bất kỳ phản hồi về thông tin này cũng như thông tin tạm ngừng hoạt động trong vòng một năm vừa qua. Quá nhiều thông tin xung quanh cặp đôi của Kanye West và Kim Kardashian, có vẻ như là Kanye West thật sự có vấn đề về tâm lý và anh cũng cần thời gian để mà chấn tĩnh lại. Nhưng mà thôi, hy vọng là trong thời gian sắp tới, nếu chúng ta có thời gian nghỉ ngơi thì hãy thật sự bình tâm và ổn định lại tinh thần của mình để mà có thể sớm quay trở lại với cuộc sống hạnh phúc mà mình vốn có nhé. Và trước khi mà đến với những thông tin tiếp theo xoay quanh chuyện của Sao ngày hôm nay thì Ngọc Ánh sẽ tạm thời nghỉ lại cho phần thông tin thương mại nhé. Chúng ta sẽ quay trở lại với quý vị trong ít phút nữa.
Có được làn da mịn màng, trắng hồng, rạng rỡ, căng tràn sức sống là niềm mơ ước của hầu hết các cô gái và phụ nữ. Để giữ cho cơ thể trẻ, khỏe và đẹp, chúng ta có Venus Ginseng, được xem là dược thảo thanh xuân dành cho phái đẹp, đặc biệt là phụ nữ bước vào giai đoạn tuổi trung niên. Đây cũng là sản phẩm đến từ Hoa Kỳ. Xin quý vị hãy gọi cho International Home Shopping để đặt mua cho mình Venus Ginseng ở số điện thoại 1-888-680-6689. Rất là cảm ơn quý vị khán giả vẫn giữ làn sóng với chương trình Chuyện của Sao. Và hồi nãy chúng ta đi qua một vòng Hollywood. Và bây giờ thì chào tạm biệt với Hollywood, quay trở lại với châu Á trong suốt tuần lễ vừa qua. Trong suốt tuần lễ vừa qua thì không biết là quý vị còn nhớ hay đã quên, thì một trong những câu chuyện mà khiến cho giới giải trí Thái Lan phải chấn động, đó chính là tin nữ diễn viên Thang Mo qua đời mà không rõ nguồn gốc và lý do, khi mà cô bị rớt từ trên chiếc tàu của mình với 5 người bạn thân. Và ngay lập tức sau đó 5 người bạn thân này bị cáo buộc, tuy nhiên họ từ chối bình luận về câu chuyện này. Và vừa qua, truyền thông Thái Lan vừa mới đưa tin vào ngày 7 tháng 6 thì bà Panida đã có mặt tại trụ sở cảnh sát và giao nộp bằng chứng quan trọng cho cảnh sát nhằm phục vụ công tác điều tra nguyên nhân vụ việc tai nạn của nữ diễn viên Thang Mo Nida. Bà Panida hiện giờ đó chính là mẹ ruột của cố nữ diễn viên. Trước đó có rất nhiều thông tin bởi vì bà ham tiền và không nuôi cố nữ diễn viên khi mà cả bà và chồng cũ ly hôn. Cho nên khi mà bà đã quyết định nhận tiền từ phía của 5 người có thể là nghi can trong vụ án này để mà có thể mọi chuyện lắng xuống, thì bà bị giới giải trí cũng giống như là rất nhiều người quay lưng, bởi vì họ cho rằng là cố nữ diễn viên đã quá tội nghiệp, vừa không lấy lại được cái nỗi oan của mình, chết oan chưa có rõ lý do, thì bây giờ chính mẹ ruột của mình lại nhận tiền những nghi phạm, nghi can trong cái tai nạn chính đáng có. Thì vừa qua vào ngày 7 tháng 6 tính theo giờ địa phương tại Thái Lan thì bà đã có toàn bộ dữ kiện cũng giống như là nhân chứng, bằng chứng để mà có thể giao nộp cho phía cảnh sát. Trước đó thì cảnh sát đã rất nhiều lần khẳng định đây là một vụ án và họ vẫn tiếp tục điều tra, chứ họ không phải là lơ là bởi vì nhận được tiền từ phía của bên nào hay là nhà tài phiệt nào cả. Được biết, nữ diễn viên Thang Mo rơi xuống nước và mất tích vào cuối tháng 2 năm 2022 trong một chuyến đi dạo trên sông vào khoảng 11 giờ đêm cùng một nhóm bạn bao gồm cả 6 người. Và gần 2 ngày sau khi nữ diễn viên mất tích thì thi thể của cô nữ diễn viên Thang Mo được tìm thấy. Sau gần 2 tháng điều tra cùng của 2 cuộc khám nghiệm tử thi, cảnh sát đã kết luận nữ diễn viên đã qua đời do đuối nước. Vụ việc của cô là một trong những tai nạn thông thường và loại trừ khả năng cô nữ diễn viên bị sát hại. Chuyện đã lan tỏa rất nhiều nơi trên giới truyền thông Thái Lan, thậm chí là đến cả Việt Nam lẫn nước ngoài, bởi vì đây là một trong những vụ mất tích, thậm chí là đuối nước, một vô cùng bí ẩn, không rõ là tại sao cô bị đuối nước, không có một cái lý do gì mà cô bị trượt chân cả. Và hiện giờ có rất là nhiều nghi can trong câu chuyện này, tuy nhiên họ có rất là nhiều mối quan hệ ngầm trong giới giải trí Thái Lan, khiến cho họ qua truông mà không bị bắt điều tra nào cả. Hiện giờ, theo được biết thông tin trước đó thì 5 người bạn có mặt trên du thuyền của Thang Mo Tamida đã bị khởi tố với các tội danh như là cố sơ ý làm chết người, làm giả lời khai, tiêu hủy bằng chứng, lái thuyền khi không có bằng lái và sử dụng thuyền quá giới hạn. Kết quả này khiến cho dư luận Thái Lan vô cùng phẫn nộ. Cuối tháng 5 vừa rồi, sau khi mà Thang Mo Nida được mai táng thì mẹ của nữ diễn viên bất ngờ tuyên bố đang nắm bằng chứng quan trọng về vụ việc này, mặc dù trước đó bà cho rằng là không muốn kiện tụng gì nữa. Và hiện giờ bà khẳng định tìm thấy bằng chứng chứng minh nữ diễn viên xấu số bị giết hại, không phải bị tai nạn như cơ quan chức năng điều tra công bố trước đó. Mẹ ruột của cố nữ diễn viên cho biết bà đã nhờ người khôi phục dữ liệu bị xóa trong điện thoại cá nhân của con gái và có được nhiều thông tin quan trọng liên quan đến vụ việc này. Bà đã quyết định giao nộp điện thoại cho cơ quan điều tra và hy vọng sự thật sẽ sớm được tiết lộ. Theo đó, thì người đàn ông khôi phục dữ liệu trên điện thoại của cố nữ diễn viên Thang Mo chính là Ben Jack. Anh cũng là người đăng tải rất nhiều hình ảnh và trạng thái lạ hay là livestream trên Facebook của cố nữ diễn viên vào thời điểm cuối tháng 5 vừa rồi. Và trong đó đáng chú ý đó chính là lời cảnh cáo được gửi tới 5 người bạn có mặt trên chiếc du thuyền cùng với nữ diễn viên Thang Mo vào đêm ngày hôm đó gặp nạn. Đúng chính xác, vào tháng 5 vừa qua thì trên Facebook cá nhân của nữ diễn viên Thang Mo đăng tải hàng loạt những hình ảnh chơi trên du thuyền, khiến cho khán giả vô cùng hoang mang bởi vì cô đã chết rồi thì ai sử dụng cái Facebook đó nữa.
Chỉ có nước là có người đã đột nhập vào cái Facebook này, hack vào trong cái Facebook để mà đăng tải những thông tin nhằm mục đích gì thì họ chưa rõ. Hiện giờ thì người đã được điều tra ra đó chính là Bang Jack, người được mẹ của cố nữ diễn viên giao trọng trách quan trọng đó chính là nắm giữ và khôi phục lại toàn bộ tài liệu trong điện thoại. Hiện giờ thì đã hơn 3 tháng kể từ khi nữ diễn viên Tang Mo tử nạn trên sông Chao Phraya, Thái Lan dư luận được biết rằng là vẫn chưa tìm được câu trả lời thỏa đáng cho cái chết này. Nhiều khán giả vô cùng xót xa với số mệnh của nữ diễn viên và hy vọng cơ quan chức năng điều tra sẽ làm rõ sự việc. Cuối tháng 4 vừa rồi thì vừa qua, văn phòng cố tỉnh Nonthaburi của Thái Lan đã công bố sẽ tiếp nhận điều tra từ cảnh sát. Họ bổ nhiệm 3 hội đồng chịu trách nhiệm vụ việc này. Hiện tại 6 nghi phạm đang được tạm tự do nhưng mà vẫn chịu sự giám sát chặt chẽ đến từ phía cảnh sát, cũng giống như là bị cấm xuất cảnh. Hiện giờ chủ tịch hội đồng quản trị khoa tội phạm học và chính học và hành chính tư pháp Đại học Rangsit Thái Lan chia sẻ cùng với giới truyền thông là ông luôn tin vụ việc của Tang Mo Nida không phải là một vụ việc tai nạn bình thường. Dư luận Thái Lan hiện giờ vẫn đang hy vọng với việc tìm được điện thoại của Tang Mo, cũng giống như là giao nộp bằng chứng đến từ mẹ của cố nữ diễn viên này, thì vụ việc sẽ có hướng đi mới và sớm tìm được câu trả lời hơn nhằm giải oan được cho cái chết của cô. Hiện giờ giới truyền thông vẫn chưa rõ nhất về vấn đề là cái điện thoại đó đã được điều tra tới đâu. Chỉ biết là hiện giờ mẹ của cố nữ diễn viên đã giao nộp bằng chứng rồi. Hy vọng là trong thời gian sắp tới chúng ta sẽ sớm tìm được câu trả lời để mà cô nữ diễn viên an nghỉ nhé. Và bây giờ chào tạm biệt với Thái Lan với bản tin ngắn vừa rồi, quay trở lại Việt Nam trong suốt tuần lễ vừa qua. Trong suốt tuần lễ vừa qua thì càng đến giữa năm và cũng giống như là càng vào những ngày mà gọi là vào mùa hè nóng nực thì chúng ta lại có rất là những sự kiện vô cùng nóng hổi, đó chính là hai sự kiện Miss Grand Việt Nam đã vừa tổ chức tại Việt Nam. Đây là cũng giống như là một trong những dự án đầu tiên của Miss Grand đã tổ chức tại Việt Nam. Trước đó thì các đại diện mà Việt Nam cử đi thì đa số là từ Á hậu đến từ các cuộc thi nổi tiếng như là Hoa hậu Việt Nam, Hoa hậu Thế giới hoặc là Hoa Miss World, Hoa hậu Hòa bình. Cho nên hiện giờ nếu như mà Việt Nam lần đầu tiên của chúng ta có được Miss Grand thì ngay lập tức sau đó chúng ta đã tìm được chủ nhân của chiếc vương miện mới và có thể cử đi thi quốc tế chứ không cần phải cử Á hậu nữa. Nhưng mà cũng phải nói rằng là nhờ đơn cử đi như vậy thì Á hậu Thùy Tiên trước đó, cô là top 5 trong Hoa hậu Việt Nam, thì cô khi mà được cử đi thi quốc tế như vậy cô mới đạt được danh hiệu cao nhất, đó chính là Miss Grand International 2021. Và hiện giờ tính theo giờ Việt Nam vào ngày 7 tháng 6 thì Mr. Nawaz, chủ tịch của Miss Grand International, và Miss Teresa, phó chủ tịch của Miss Grand International đã từ Thái Lan và thẳng đến Việt Nam để mà dự buổi họp báo khởi động Miss Grand Việt Nam 2022. Đi cùng theo đó đó chính là top 10 của Miss Grand Thái Lan. Và sự xuất hiện đặc biệt của những nhân vật này đang khiến các fan sắc đẹp vô cùng háo hức và cho thấy sự đầu tư đáng nể đến từ phía của bà Phạm Kim Dung, hay còn gọi là bà Trùm Hoa hậu, chủ tịch công ty Sen Vàng, nơi đào tạo ra rất nhiều hoa hậu. Cụ thể trong đó chúng ta có Miss World và sau đó là Miss Việt Nam. Hiện giờ thì chúng ta cũng có tiếp theo, đó chính là Miss Grand Việt Nam. Và trước đó khi mà tại sân bay thì có rất là nhiều khán giả đã đến để mà chào đón những cái vị khách đặc biệt này. Và trước sự chào đón nhiệt tình thì Hoa hậu Thùy Tiên và Chủ tịch Miss Grand International tỏ ra vô cùng phấn khích, liên tục vẫy tay chào và chụp hình cùng với fan. Và hiện giờ thì đây cũng là một trong những sự kiện phải khiến cho rất nhiều khán giả trầm trồ vì độ chịu chơi của năm nay, bởi vì trước đó Miss Universe cũng đã có rất nhiều khách mời đặc biệt. Và bây giờ thì là Miss Grand, mặc dù là hai công ty khác nhau và cũng có những cuộc cạnh tranh riêng, nhưng mà phải nói rằng Việt Nam của chúng ta càng ngày một đầu tư nhiều hơn cho những đấu trường nhan sắc quốc tế mà các đại diện Việt Nam cử đi. Và hy vọng trong thời gian sắp tới thì các đại diện Việt Nam cử đi sẽ vừa có tri thức mà vừa có nhan sắc để mà chúng ta có thể có thật là nhiều những kinh nghiệm và lấy thật nhiều những giải thưởng cao đến từ phía của các đấu trường quốc tế nhé. Và chào tạm biệt cùng với Miss Grand, chúng ta sẽ quay trở lại với một trong những cuộc thi nhan sắc tại Việt Nam đang rất nổi bật, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Vừa qua thì chưa đầy một tháng nữa thì đêm thi quan trọng nhất của Hoa hậu Việt Nam sẽ diễn ra. Và trên fanpage của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam mới đây cũng đã công bố dàn giám khảo đêm chung kết chất lượng mà Ngọc Ánh để ý rằng là chưa năm nào đầu tư như năm nay. Theo đó, Miss Universe 2018, Katriona Gray sẽ góp mặt trong vòng thi quan trọng nhất. Katriona Gray là một trong những hoa hậu hội tụ đủ những ưu điểm cũng giống như là xinh đẹp, tài giỏi và học vấn khủng. Năm 2016, cô đại diện quốc gia thi Miss World, Hoa hậu Thế giới và lọt vào top 5 chung cuộc. Sau đó, nàng hậu tiếp tục tham gia Miss Universe và giành chiến thắng đầy thuyết phục. Kể từ đó, thì Katriona Gray liên tục cống hiến cũng giống như đem nguồn cảm hứng lớn đến cho các cô gái trên toàn thế giới.
Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam, Hoa hậu Hoàn Vũ Quốc tế 2018, mang dòng máu Lai chào đời vào năm 1994 tại nước Úc. Cha cô là người Úc gốc Scotland và mẹ là người Philippines. Sau khi cô tốt nghiệp đại học ở Úc thì cô đã dọn về thủ đô Manila của Philippines sinh sống. Và hiện giờ thì cô sẽ chính thức được công bố là sẽ quay đến Việt Nam để mà có thể dự một trong những dàn giám khảo vào đêm chung kết sắp tới đây. Vì tất nghĩa rằng là các thí sinh của chúng ta sẽ có phần thuyết trình bằng tiếng Anh hoặc là chúng ta nói bằng tiếng Việt nhưng mà có thông dịch riêng. Nhưng mà thiết nghĩ với rất là nhiều về dàn giám khảo quốc tế như thế này thì có lẽ Miss Universe Việt Nam nên có một buổi thuyết trình bằng tiếng Anh để mà chúng ta có thể tập luyện cũng giống như là trau dồi thêm kỹ năng kinh nghiệm thuyết trình bằng tiếng Anh. Và một điều đặc biệt nữa, ngoài ra lần này còn có sự góp mặt của đương kim Hoa hậu Miss Universe 2021 Hanas Sandhu sẽ đứng ra tham gia với tư cách là giám khảo của Miss Universe Việt Nam 2022. Phải nói lần này là có cả đương kim Hoa hậu Miss Universe 2021 và Miss Universe 2018 Katrina Gray đồng xuất hiện trong lần này để mà có thể cùng Miss Universe Việt Nam tìm ra được chủ nhân của chiếc vương miện sáng giá nhất. Hy vọng là trong sắp tới đây chúng ta sẽ có thêm thật là nhiều những hoa hậu mà có thể tham gia đấu trường quốc tế và mang về nhiều giải thưởng, như là Hoa hậu Hohenia trước đó đã từng lạc vào top 5 của Miss Universe và cô cũng là một trong những hoa hậu được đại diện Việt Nam cử đi giành được ngôi vị cao nhất trong đấu trường nhan sắc quốc tế Miss Universe. Hiện giờ thì năm nay Ngọc Ánh để ý rằng là có rất là nhiều các thí sinh họ chuẩn bị trau chuốt rất là nhiều cho cá nhân của mình, học vấn và cách tư nói ngôn ngữ tiếng Anh càng ngày càng nhiều hơn để mà chúng ta phù hợp với tiêu chuẩn hiện giờ. Và như vậy thì hy vọng rằng là trong thời gian sắp tới, Miss Universe Việt Nam sẽ có thể tìm ra được chủ nhân của mình sớm nhất và chính thức bước vào cuộc thi chinh chiến Miss Universe quốc tế nhé. Và chương trình Chuyện của Sao ngày hôm nay đến đây cũng xin phép được tạm dừng. Thêm mọi chi tiết thắc mắc, quý vị cũng có thể gửi qua hộp mail của chương trình, đó chính là Chuyện của Sao, set@gmail.com. Ngọc Ánh rất là cảm ơn quý vị khán giả, hy vọng rằng là sẽ gặp được quý vị khán giả trong những chương trình kỳ tới.